Chào quý vị và bạn đến với lễ hội Mường Kara thuộc địa phận huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thế là bài đánh trống, đánh chiêng để cầu mưa và múa và đánh luống. À dạ, một bài thì thường khoảng kéo dài bao nhiêu phút bà? Kéo dài 1 tiếng. 1 tiếng. À, tức là 1 tiếng đánh 1 tiếng luôn. Thế đây là có mấy người chơi tất cả? Có mấy người chơi thế này? 2 người thôi đúng không? À dạ. Hay quá. Đây là một trong những tiết mục gọi là đánh trống chiêng cầu mưa của người Thái, rất là hay. Đây thì gồm có 1 chiếc trống và 4 cái chiêng. Thế là đây là chơi cho các cái dịp lễ Tết rồi là Tết, các cái lễ hội đúng không? Đúng. Dạ. Thế là ví dụ mà được mùa được mà cầu mưa cầu ấy. Dạ. Là em cũng là một người trẻ mà được sinh sống và làm việc và tiếp tục với nền văn hóa của Tân Tổng Hải cũng khá là lâu rồi. Nên là khi mà em thấy các bà và các ông đánh trống và đánh chiêng ấy thì là em cũng không được học qua một cái trường lớp nào cả. Thế là mình cứ bắt nhịp vào đúng như thế nào với cả chiêng thì là mình sẽ ra được một bài như thế. Đấy, các ông mỗi người đều có một cái bài đánh trống riêng, mỗi người đều có một cái bài đánh chiêng riêng. Đấy, đây là một cái nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái. Mỗi vùng mỗi xã đều có một cái cách đánh chiêng rất là độc đáo, cách đánh trống rất là độc đáo. Dạ vâng ạ. Như vừa rồi thì em chơi bài gì đấy? Vừa rồi thì là em đánh theo kiểu là bắt nhịp theo chiêng. Đấy, rồi. Đây gọi là những dụng cụ gì? Dạ, cái này là phục vụ cho khi mà ở đây là giá như là phải có một cây đá, nhưng mà cây đá của em này đã trưng bày ở trên Tân Tổng trên kia. Đấy, đây là kết hợp giữa đánh trống, đánh chiêng và múa giá và đánh khua luống nữa. Thì là đây là một cái phong tục mà cầu mưa, mùa mưa của Tân Tổng Hải. Thế này, điều khác với hoàn toàn với chẳng hạn. À rồi. Chú có thể nghe thử là đánh 2 cồng chiêng nhưng mà trống của cháu lại đánh khác so với mọi người. À rồi. Có một cái đặc trưng riêng. Rồi hay quá. Đánh 2 trống được không? Dạ. Thế phải mấy người chơi đúng không anh? Không tí nữa. À dạ. Đây là cái văn hóa của. Nhưng mà nếu mà nghe bóc hơn là cái kia là bóc hơn đấy. Anh làm sao anh đánh không? Dạ. Chiêng thì vào cái dịp lễ Tết hoặc là các cái lễ hội như thế này thì mình chơi. Đấy, dạ. Có thể là chơi thì không kể cái thời gian. Vâng. Có thể là cả buổi. Đấy, trong cái dịp Tết thì có thể là chơi cả buổi. Đấy, trong đó thì cái bộ cùng chiêng thì cùng với là cái khua luống. Đấy, chơi cùng các cái khua luống với là cùng chiêng. Đấy. À dạ. Cái luống của người Thái là cái đấy. Còn cái luống thì có thể là 9 người, 9 người chơi. Đấy, còn trống chiêng thì có thể là 2 người, 1 người trống, 1 người chiêng. À dạ. Cách chơi. Rồi cách chơi thế. Là phiên nhau vào chơi. Nhịp điệu như thế nào anh? Đấy. Có nhịp điệu thì nói chung là cứ là như thế này thôi. Vừa nãy anh cũng nghe đấy. Vâng. Đấy là cái nhịp nó rất chi là đơn giản. Có nhiều người thì có thể là người ta giỏi hơn một chút thì có thể là người ta khua thì nó giỏi hơn một chút, người ta khua thì dạ. Mình giỏi hơn, cùng đấy thì vừa đánh người ta vừa múa. À vâng. Đấy. Anh là tên là gì? Em là Tạo. Anh Tạo, họ tên đúng anh Tạo gì? Lương Văn Tạo. Anh Lương Tạo là ở xã nào anh? Xã Phúc Nghiêm. À Phúc Nghiêm ạ. À. Dạ cảm ơn anh nhé, hay quá. Ở đây thì người dân đang chơi đánh trống đánh chiêng rất là nhiều.